lấy thật không? Quyết lấy rồi nè. Muốn cục giòn nữa. Đi quyết đó. Không nhanh mà. Mình dọn ra lúc mấy giờ nhà cô nhỉ? 12 giờ con. À, 12 giờ. Cách 15, 12 giờ. Dạ. Cho như 12 giờ đúng không? Dạ. Dạ, 75 nghìn đó cô. Ăn ở đây anh ơi, để đó giùm em luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giò, nguyên cái bắp giò. Bắp giò, nguyên cái bắp giò. Dạ. Bỏ cái ăn ấy. Gì con? Hỏi chưa? Bánh thì lớn tự làm. Còn nó mì. Chính gốc là bột gạo luôn mà mình làm ra. Còn lần nữa là